Quang Hiểu Đồng đăng ảnh cưới với Lộc Hàm, Cbiz sắp có hỷ sự lớn. Xác nhận hẹn hò từ năm 2017, trải qua 4 năm yêu nhau, Lưu Hanh và Quang Hiểu Đồng là một trong những cặp đôi kín tiếng nhất Cbiz. Rất ít khi khoe khoang tình cảm, chỉ vào những dịp sinh nhật, cả hai mới chịu khoe nửa kia với người hâm mộ, khẳng định mối quan hệ gắn bó khăng khít đập tan tin đồn chia tay. Rất nhiều người mong chờ Lưu Hanh sớm có kế hoạch trước nàng về dinh. Sáng hôm nay, 1 tháng 1 năm 2022, người hâm mộ xứ Trung xôn xao trước bài đăng của Lộc blogger đình đám khi phát hiện ra một chi tiết cực kỳ đáng yêu của cặp Lưu Hanh Quang Hiểu Đồng. Trước khi gala tất niên chào năm mới diễn ra, studio của nàng cách Bắc Kinh chia sẻ loạt ảnh khoe tạo hình tham dự chương trình của cô nàng. Điều đáng nói, địa điểm mà nữ diễn viên chụp cũng chính là nơi mà Lưu Hanh từng chọn để chụp tạo hình dự sự kiện cách đây khá lâu. Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung rần rần bàn tán, đây thực sự là ảnh cưới của hai người đấy. Cặp này ngày càng công khai tình cảm đó, chẳng lẽ năm nay sẽ làm đám cưới ư? Mong Lưu Hanh và Quang Hiểu Đồng sẽ sớm tổ chức hôn lễ, chắc chắn sẽ hoành tráng lắm cho xem. Đã 4 năm yêu nhau rồi, cưới lúc này là hợp lý. Suốt 4 năm qua, nhiều nguồn tin khẳng định Lưu Hanh và Quang Hiểu Đồng chuẩn bị tổ chức đám cưới, nhưng cả hai chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề này. Liệu 2022 có phải là năm cặp đôi quyết định về chung một nhà hay không? Đó là câu hỏi của đông đảo người hâm mộ trong lúc này. Lộc Hàm công khai yêu Quang Hiểu Đồng vào tháng 10 năm 2017, khi đó việc công bố hẹn hò của hai sao trẻ hàng đầu trở thành sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận đất nước tỷ dân. Theo Sina, mạng xã hội Weibo và các trang tìm kiếm tại Trung Quốc bị tắc nghẽn trong vài giờ vì lượt truy cập tìm kiếm thông tin gia tăng đột biến. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ không nhận được sự ủng hộ, chủ yếu từ người hâm mộ của cựu thành viên nhóm EXO. Fan Lộc Hàm không hài lòng với việc thần tượng bất chấp danh tiếng có nguy cơ bị ảnh hưởng để công khai yêu người đẹp kém 7 tuổi. Họ lập hashtag Lộc Hàm và Quang Hiểu Đồng bao giờ chia tay để phản đối cả hai. Không ít người hâm mộ quá khích liên tục chỉ trích gây sức ép với nữ diễn viên sinh năm 1997 để buộc cô chia tay với thần tượng của mình. Với những fan trung lập, họ tỏ ra không mấy lạc quan về sự bền vững của cặp nghệ sĩ trẻ. Bất chấp những ồn ào, trong 4 năm tình cảm của Quang Hiểu Đồng Lộc Hàm phát triển ổn định, cả hai âm thầm quan tâm ủng hộ đối phương. Họ luôn sắp xếp thời gian đến phim trường thăm nom lẫn nhau, đi du lịch nước ngoài hay canh giờ để chúc mừng ngày quan trọng của nhau. Theo Sina, Lộc Hàm tỏ ra rất yêu chiều bạn gái, anh luôn chủ động bày tỏ sắp xếp vệ sĩ thân thiết để bảo vệ Quang Hiểu Đồng, hay tự lái xe đưa người đẹp 24 tuổi đi quay phim. Theo Sohu, vốn bị fan phản đối, hiện tại cặp thần tượng lại được nhiều người ủng hộ vì cùng nhau vượt qua định kiến, cũng như chuyện tình không phô trương. Sau nhiều năm, Quang Hiểu Đồng cũng tỏ ra thoải mái khi có người nhắc đến bạn trai, không kiêng dè hay cố ý giấu như trước. Lộc Hàm cũng được đánh giá là nam nghệ sĩ hiếm hoi dám chấp nhận đánh đổi sự nghiệp để trao cho bạn gái danh phận chính thức. Hai năm trở lại đây, sự nghiệp của Lộc Hàm Quang Hiểu Đồng có phần chững lại, danh tiếng tụt dốc. Nguyên nhân là cả hai đều gặp khó khăn trong việc khẳng định tài năng khi bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Vài năm trở lại, Lộc Hàm ít ca hát, tập trung đóng phim, việc bỏ bê lĩnh vực thế mạnh, còn năng lực diễn xuất hạn chế dẫn đến nhiều dự án thất bại, khiến nam ca sĩ dần đánh mất vị thế. Giữa tháng 3, Lộc Hàm phát hành album mới, nhưng lượng bán ra chỉ đạt 350.000 trong 10 phút. Sau 2 ngày, doanh thu sản phẩm chưa đến 10 triệu nhân dân tệ, con số rất thấp nếu so với những người đồng nghiệp như là Trương Nghệ Hưng hay sao trẻ Thái Từ Khôn và Vương Nhất Bác. Dù vậy, theo Sina, từ đầu năm 2020 đến nay, Lộc Hàm vẫn có nỗ lực đáng ghi nhận. Anh được đánh giá tiến bộ trong diễn xuất, không ngại thử thách bản thân với nhiều dạng vai khác nhau, lối diễn bất đơ cứng. Có thể kể đến cảnh hôn bùng nổ cảm xúc trong Xuyên Việt Hỏa Tiễn giữa anh và Tống Nghiên Phi, hay vai diễn sát nhân trong Kiếp Nạn Khó Tránh. Tương tự Lộc Hàm, Quang Hiểu Đồng cũng đang loay hoay khẳng định bản thân. Khi bước vào giai đoạn trưởng thành, tiểu hoa đáng được ưu ái đóng chính trong nhiều dự án, nhưng đều bị đánh giá thấp về chất lượng, diễn xuất của cô bị chê cứng nhắc và khoa trương. Năm 2018, danh tiếng Quang Hiểu Đồng lao dốc với liên tiếp 3 dự án thất bại ê chề là Cực Quan Ký Luyến, Phượng Tù Hoàng, Điềm Mật Bạo Kích. Năm 2020, nhờ diễn xuất trong phim Tuổi 20, 20 Bất Hoặc, cô gỡ gạc tiếng tăm với đề cử nữ thần Kim Ưng. Tuy nhiên sau đó, Quang Hiểu Đồng lại đánh mất mình qua tác phẩm dở Ta Chính Là Cô Nương Như Thế. Hiện tại, sao trẻ tích cực hoạt động ở mạng sau giải trí. Tên tuổi của cô đã không thể so sánh với Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Châu Giả. Giữa tháng 10, Quang Hiểu Đồng có dự án bom tấn Turandot, Ma Chú Duyên Khởi đóng cặp với tài tử Hollywood Dylan Sprouse ra rạp. Tác phẩm được kỳ vọng có thể giúp sự nghiệp của sao nữ khởi sắc.